Trăm triệu lần không nghĩ tới, Hà Trạch Khải vừa mới thực hiện được giá trị nhân sinh liền sống lại. Tính lại liền trở lại năm 2009, một năm này vợ anh nháo muốn đi làm, còn tỏ vẻ sau này nuôi anh. Năm này, con gái sinh đôi của anh phải đi nhà trẻ. Không ai trong con thì làm sao bây giờ, tôi chỉ có thể an tâm ở nhà ăn cơm mềm o, o nhóm thư hữu năm 88728396 đã có khởi điểm hoàn thành sáng thế song kênh tinh phẩm 430 vạn chữ lão thư trọng sinh chi lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, thư hoang bằng hữu có thể đi trước xem một chút. Tiểu thuyết mấu chốt Trọng sinh chi vú em cuộc sống hạnh phúc không đạn cửa sổ, trọng sinh chi vú em cuộc sống hạnh phúc TXT toàn tập đao loa, trọng sinh chi vú em cuộc sống hạnh phúc. Chương 1 Lão công, ta nuôi dưỡng ngươi A à bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Từ lực bất tòng tâm đến sức sống tràn đầy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Cơm chùa ăn nhiều dễ dàng tê răng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Khắp nơi đều là học vấn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Ba ba muốn đánh cái mông ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Nàng dâu, ta cho ngươi đo cá thể ấm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Những năm này ngươi vất vả, cầu cấp giữ, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Muốn tìm cái kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Bé con không tốt mang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Ba ba bị rất khinh bỉ, nhưng hài tử là vô tội bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc